Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tạo sản phẩm với nhiều thuộc tính và biến thể. Mình sẽ demo cho bạn xem trong web tủ sách vàng.net của mình ha. Đó. Thì khi các bạn tạo một cái sản phẩm mà trong đó nó có nhiều thuộc tính thì mình sẽ thêm cho nó ha. Ví dụ mình bán một quyển sách này, nó sẽ có nhiều thể loại như là về chất liệu thì có bề cứng và bề mềm ha, về kích thước á thì có khổ A4 hoặc A5. Ok, đó, thì mình sẽ thêm thuộc tính cho những cái sản phẩm đó. Các bạn vào bảng tên ha, sau đó mình sẽ vào sản phẩm và mình thêm thuộc tính vào. Đó. Ở đây mình sẽ thêm thuộc tính là kích cỡ chẳng hạn, thêm vào ha. Đó. Và mình thêm thuộc tính là chất liệu, thêm vào. Đó. Rồi, trong những cái thuộc tính này mình sẽ thêm từng cái chi tiết một. Ví dụ như trong chất liệu thì sẽ có bề cứng, và bề mềm ha. Đó. Rồi. Và trong kích cỡ thì sẽ có là cỡ A4, A4 và A5 ha. Ok. Đó. Thì khi mình tạo hai cái thuộc tính, mỗi thuộc tính sẽ có hai cái thành phần bên trong, và mình tổ hợp lại với nhau, nghĩa là mình lấy 2 x 2 là 4 ha. Sẽ có 4 biến thể cho cái sản phẩm mà mình sẽ tạo sắp tới đây. Ok. Rồi, mình sẽ ra ngoài trang chủ mình tìm một cái sản phẩm nào đó để demo cho bạn xem ha. Đó, ví dụ như cái quyển sách này. Rồi, mình sẽ vào sửa sản phẩm. Đó. Rồi các bạn sẽ kéo xuống chỗ cái dữ liệu sản phẩm nè. Mình sẽ chọn cho nó là sản phẩm có nhiều biến thể ha. Ok. Sau đó mình sẽ vào thuộc tính. Các bạn sẽ chọn hai cái thuộc tính mà mình mới vừa tạo, mình thêm vào. Đó, thêm vào. Rồi, trong mỗi thuộc tính mình sẽ nhấp vào chọn tất cả những cái giá trị. Ví dụ như chất liệu này nó sẽ có giá trị là bề cứng và bề mềm ha. Đó. Kích cỡ mình nhấp vào chọn tất cả, sẽ có giá trị là A4 và A5. Đó. Và các bạn nhớ chọn là dùng cho nhiều biến thể ha. Dùng cho nhiều biến thể. Sau đó mình lưu thuộc tính lại. Rồi, tiếp theo mình sẽ vào các biến thể. Đó. Bên trong các biến thể này thì mình sẽ nhấp vào và tạo biến thể từ tất cả thuộc tính. Và mình nhấp vào đi. Đó, nó sẽ tạo 4 biến thể. 4 biến thể ha, cho cái sản phẩm này. Ok. Đó. Bề cứng A4, bề cứng A5, bề mềm A4 và bề mềm A5 ha. Ok. Sau đó mình sẽ vào mình chỉnh cho từng cái biến thể này. Đó. Các bạn có thể cho nó một cái ảnh đại diện, một cái ảnh sản phẩm cho từng biến thể ha. Và mình sẽ cho nó một cái giá, ví dụ như giá 90.000. Đó. Rồi. Rồi, mình cho cái giá của biến thể thứ hai là 100.000. Rồi. Và cái biến thể thứ ba là 110.000. Đó. Tùy theo những cái kích thước và chất liệu thì giá của nó sẽ khác nhau ha. 120.000. Rồi, ok. Sau đó mình sẽ cập nhật lại cái sản phẩm này. Đó. Rồi mình ra ngoài mình xem cái sản phẩm này ha. Đó. Ở đây trong cái phần giá nó sẽ có giá từ 90 cho đến 120.000 ha. Và bên dưới này nó sẽ có hai cái biến thể để người dùng có thể lựa chọn. Ví dụ họ muốn chọn chất liệu là bề cứng, kích thước là A4 sẽ có giá là 90.000 ha, hoặc là bề mềm
kích thước là 5 sẽ có giá là 120.000. Ok, đó, giá của nó sẽ thay đổi theo từng cái biến thể ha. Rồi, đây là video kết thúc ở đây. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.